Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Như đã hẹn thì em sẽ có tiếp tục một cái video khuyến mãi đồng giá cho anh chị chú bác mình nữa anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Và số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Video này thì vẫn là có chương trình khuyến mãi đồng giá là 100k cho một cái sản phẩm túi, và cái chương trình khuyến mãi thì em có để dưới góc trái màn hình anh chị nha. Chương trình nó sẽ là đồng giá 100k cho một túi sách và phí vận chuyển là 20.000 đồng cho một đơn hàng anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có một ít cái sản phẩm ví, ví da, ví vải đồ rất là nhiều luôn. Đầu cái video này anh chị ha, thì nó vẫn đồng giá như vậy luôn. Rồi phía sau thì nó sẽ có túi sách. Đây, đầu tiên là em sẽ có một cái ví da của thương hiệu Denhill. Đó, Denhill bán 100k luôn. Cái này là ví da bò nha anh chị nha. Cái phần da này thì nó độ mới nó rơi vào khoảng cỡ 72-75% thôi. Anh chị sẽ thấy những cái hộp này nè. Đó, về thẩm mỹ anh chị ha, nhưng mà da thì rất là xịn, đây là thương hiệu rất là lớn, mình có thể mua để sử dụng vẫn được, nó không có rách lỗi, nó chỉ là không mới thôi, hoặc là mình mua về mình lấy mấy cái phụ kiện đồ này kia. Ở bên trong thì lót da luôn và có đựng thẻ rồi đựng tiền dài, bên trong cái ngăn đựng tiền thì là lót vải, hàng này được made in răng đó. Nó rất là, bên trong nó còn rất là tốt ha, nhưng bên ngoài thì nó có hơi hộc hộc như vậy và góc nó có sờn. Kích thước của cái ví này thì nó sẽ được là 18 nè, 18 nhân với lại 9 cm. Rồi chị nào anh nào thích cái ví này thì mình chốt giùm em con mã của nó sẽ là 109. 109 cho cái ví Denhill 109. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái combo hai cái ví này, gồm có một cái ví ví ngắn da tổng hợp và hai cái ví da tổng hợp luôn. Cái này thì cái này nữ xài được nè, cái này nam nữ đều xài được hết anh chị nha. Rồi đây, nó màu hồng như vậy nhưng mà điều đó là da tổng hợp thôi, nó không có phải là da thật anh chị nha, nhưng mà độ mới nó còn cao lắm, để mình mua cho em cháu mình xài cũng được. Đó, bên trong thì có nhiều ngăn đựng thẻ và đựng tiền như vậy, rất là dễ thương ha, độ mới cao trên 90%. Và một cái màu hồng này thì cái kích thước của nó sẽ được đó là, mình đem coi sao cái nét nó không lấy được đây. Đó, kích thước nó sẽ được là 11 nè nhân với lại 7 cm, 11 nhân 7, và kèm theo đó là một cái ví này dạng đựng thẻ nè. Cái này thì nó cũng là da tổng hợp luôn anh chị chứ không phải là da thật nha, và em bán combo hai cái da tổng hợp như vậy luôn, màu xanh đen, size là được 10.5 nhân với 7. Cái này đựng thẻ ATM hay là này kia đều được hết, và combo hai cái này thì nó vẫn là 100.000 anh chị nha, tức nghĩa là mỗi mã sản phẩm thì đều giá là 100 hết. Mã của nó là X108 cho hai cái ví này, X108 ha. Anh chị nếu mà mình chốt bằng mã số cũng được, hoặc là mình tiện thì mình chụp giùm em màn hình cũng được anh chị nha. Tiếp theo thì em vẫn có cái combo hai cái ví này, đó, siêu rẻ luôn. Đây là những cái chương trình siêu xả kho anh chị nha, mình săn la săn sale thì mình săn những cái chương trình như vậy. Đây là một cái ví da tổng hợp, trên đây nó có hình hai con cú. Con cú thì ở Nhật á anh chị, thì nó sẽ là một cái loại vật kiểu may mắn, biểu tượng cho sự may mắn thịnh vượng đồ này kia đó. Còn ở mình thì nhiều khi mình không thích á, nhưng mà ở nước người ta thì người ta biểu tượng nó tốt đẹp. Rồi cái này thì là ví da tổng hợp, nhưng mà cái góc cạnh thì nó có hơi bị sờn sờn nhẹ như vậy rồi, nhưng mà điều bên trong thì còn đẹp nha, và màu vàng rất là xinh đó. Có nhiều ngăn cho mình đựng tiền, đựng thẻ đồ này kia đầy đủ luôn, nhưng mà điều cái góc nó có mấy chỗ này nó hơi hơi sờn sờn nhẹ nhẹ như vậy. Rồi em kèm cho mình một cái ví này là một cái ví dạng như mình đựng đồ linh tinh nhỏ nhỏ, rồi có cái cốp, trời, chỗ này là vải nè, chỗ này là da thật, rồi có cái cốp này là kim loại, rồi bên trong thì là lót vải luôn. Combo hai cái ví này mã của nó sẽ là X107 nha anh chị nha, X107 cho cái combo hai cái ví này. Đầu video thì em sẽ có khoảng 10 cái mã sản phẩm là ví á, rồi sau đó thì sẽ tới túi sách nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái ví dài da tổng hợp đây, màu hồng. Ví này của nữ. Rồi, và có khóa kéo luôn. Cái này mình xài kiểu thời trang thôi giùm em là được. Cũng xài vô tư ha, độ mới cao khoảng 90%. Màu hồng, da tổng hợp nhưng mà da xịn nha anh chị nha, chứ không phải là hàng dởm mà xài 1-2 ngày hư đâu. Kích thước của cái ví này thì nó sẽ được là 19 nè, nhân với lại 9. Rồi chị nào thích thì mình chốt giùm em mã là X25. Lưu ý là hàng sale thì em không có giữ hàng anh chị nha. Anh chị chốt hàng rồi mình chuyển khoản 100%, bao gồm cả tiền hàng và tiền phí vận chuyển thì em mới gửi hàng anh chị ha. Nếu mình chưa tin tưởng thì mình có thể theo dõi một thời gian, mình cảm thấy
em bán hàng cũng lâu mà, cho nên là mình chuyển khoản đi đơn anh chị ha. Còn mình mua hàng thì em sẽ không có ship code, em chỉ nhận chuyển khoản đi đơn thôi. Rồi em có một cái ví combo hai cái ví cóp nhỏ xinh dành cho các chị nè. Đây các chị mình thường hay săn cái này lắm. Có một cái này thì ví dài, ví cóp dài hơn cái ví kia một chút nhưng mà nó cũng nhỏ xíu thôi nha anh chị. Cái này đựng thẻ chắc không vừa đâu, mình đựng mình xếp tiền mình đi chợ này kia giùm em thôi. Nhưng mà riêng cái này á, thì cái vần vần da bên trong á, thì nó không có mới. Cái dài này thì cái da bên trong nó không có mới nhưng mà nó không có rách nha. Đó, nó còn rất là ổn. Chỗ này thì nó hơi hơi sần sần cái da chút xíu rồi. Đó, hơi hơi sần sần da bên hông chút xíu. Rồi cái dài hơn này á, thì kích thước của nó sẽ được ở là 13 nhân với lại 6.5. Rồi cái nhỏ này thì nó mới ken à. Đó cái này đẹp nè, cái này rất là mới luôn nhưng mà kiểu không có vừa cái gì hết đâu nha anh chị nha, nó nhỏ xíu à. Mình đựng những cái tiền may mắn hay là những cái vật phẩm may mắn bỏ trong túi xách hay là các chị mình đựng trang sức đồ này kia nhỏ nhỏ thì được thôi, chứ không có đựng vừa gì bự bự đâu. Thẻ cũng không vừa luôn. Size ngang là được 9 nè, nhân với lại 7. Rồi combo hai cái này. Combo hai cái này mình chốt giùm em cái mã của nó sẽ là X9 nha anh chị nha. X9 cho combo hai cái ví nhỏ xíu này. Tiếp tục. Em có một cái combo này nhiều món lắm nè. Ba món luôn. Đầu tiên là một cái ví này, nó là ví da tổng hợp, dạng như mình có thể mua cuốn sổ mình bỏ vô anh chị nha. Cái này thì cái passport thì nó hơi bự so với cái passport ha. Mình có thể mua cuốn sổ hoặc là mình để cái này mình để giấy tờ này kia cũng được giùm em, nó bằng da tổng hợp nhưng mà độ độ mới nó cao. Cái này rất là mới ha, tuy nhiên nó bằng da tổng hợp thôi, không phải da thật. Size ngang là được 19.5 nhân với lại 11.5. Kèm cho mình là một cái ví vải nữa. Ví vải xinh xắn, cái này bằng vải cho nên các chị mình về mình giặt sơ lại giùm em nha. Tại nó bằng vải. Rồi cái này mình có thể đựng khăn giấy hay là mình đựng tiền cũng được luôn. Đó, nó gọn nhẹ như vậy nè. Cái ví vải này thì kích thước của nó sẽ được là 16 nhân với lại 10. Rồi kèm theo một cái ví nhựa này của Snoopy. Rồi combo ba cái này thì mã của nó sẽ là X27 nha anh chị nha. X27. Tiếp tục. Em có một combo hai cái này là để đựng cọ mỹ phẩm trang điểm nè. Rồi một cái thì bằng vải. Một cái bằng vải nhưng màu đen như vậy rất là mới. Đấy, cái này nó mới lắm. Rồi bên trong thì có nhiều ngăn. Mà bên trong có nhiều ngăn. Cái này xài như một cái ví tiền hoặc là cái clutch nhỏ nhỏ cũng được luôn. Đó, bằng vải nha anh chị nha. Rồi tặng kèm cho anh chị một cái này là của Sensido, người ta để đựng bộ cọ trang điểm rồi những cái sản phẩm như là son phấn đồ này kia trong đây ha, hoặc là các anh chị mình có vẽ tranh đồ này kia đó, mình lấy cái này mình mua đựng cọ cũng rất là đẹp. Rồi combo hai cái này á, thì mã của nó sẽ là X26, hai cái độ mới đều rất là cao. X26 cho cái hai cái sản phẩm này. Rồi tiếp tục. Em có một cái ví này á, thì đựng dựa cuốn bát bo thì nó cũng hơi to nè. Nhưng được cái này nó là da thật, nó hơi cũ hơn cái kia nhưng mà nó là da thật anh chị nha. Bên trong á, thì là rộng rãi, mình đựng được rất là nhiều. Đó, có một cái ngăn thẻ nhỏ nữa nè. Rồi mình đựng được rất là nhiều đồ, giấy tờ này kia và nó bằng da thật nữa cho nên mình xài nó bền ha. Mặc dù độ mới nó khoảng cỡ 83-84% thôi. Nhưng mà nó được cái là nó da thật. Size ngang là được 17 nhân với lại 12 cm. Rồi, cái này thì mình chốt giùm em cái mã nó là X29 nha anh chị nha. X29 cho cái ví này. Tiếp tục là em sẽ có một cái ví của cái ví này là canvas nha, người ta ghi chữ Fula nhưng mà không phải nha anh chị nha. Nó sẽ dạng như là thời trang thôi, bằng màu hồng. Da canvas xứ quan tâm cũng rất là đẹp, rất là mới và bên trong để mình đựng đồ cá nhân, thẻ đồ này kia, rồi nhiều khi mình đi du lịch rồi đó mình đem theo đồ cá nhân này nọ giấy tờ ha thì mình bỏ vô trong cái này, nó rất là tiện luôn. Rồi nó có khóa kéo tròn qua như vậy, nó rất là gọn gọn nhẹ và nó bằng canvas phối với vải chứ không có phải là da thật. Size ngang là 20 nhân với lại 13. Rồi chị nào thích thì mình chốt giùm em mã là X106. X106. Em có một cái y chang như vậy nhưng mà nó màu đen. Nó y như vậy nha, nó màu đen như vậy. Đó, người ta không có làm cái chữ phu la mà ta làm cái chữ khác ha. Làm đây gì đó để mình đi cắm trại đồ này kia. Rồi bên trong nó cũng vậy luôn, nó cũng có rất là nhiều ngăn nhỏ nhỏ để mình đựng đồ linh tinh. Cái này thì mình chốt giùm em mã là X105. X105 cho cái ví này, nó mới lắm nha anh chị nha. Em có một cái ví đựng thẻ da tổng hợp.
màu vàng rất là xinh và cũng mới luôn, rồi mới cao trên 90%, rồi bên trong đựng cả thế giới thẻ trong đây nè, đó rất là nhiều ha. Rồi cái này thì nó sẽ gọn hơn cái ví kia một chút và cũng có ngăn kéo luôn. Tiền thì mình cần thì mình có thể xếp bỏ vô cái hai cái ngăn hai bên này cũng được, hoặc là mình dùng để chuyên đựng thẻ thôi cũng được. Size ngang là 16 nhân với lại 10. Rồi cái này thì mã của nó sẽ là X96. X96 cho cái ví vàng này anh chị nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục em có cái túi này là để mình đeo vô trong một cái túi nhỏ khác anh chị. Cái này chắc là mình có thể gắn cái dây vô mình đeo, nhưng mà cái này nó không có cái dây ha. Các anh mình có thể ứng dụng là mình đeo, mình gắn vô trong cái túi, những cái túi đi du lịch của mình thì thường nó sẽ có cái chỗ để mình móc cái dây vô như vậy. Nó có hai cái móc khóa như vậy nè, nhưng mà nó không có dây kèm theo nha anh chị nha. Bên dưới này là vải, hàng có hiệu là Ewin. Đó, trên từng khuyên khóa dập cái hiệu này luôn. Rồi, nó bằng vải thôi anh chị nha, hoặc là mình có thể đựng đồ linh tinh khi mà mình đi du lịch leo núi đồ này kia đó. Em thấy người ta hay đeo những cái lĩnh kỉnh như vậy nè, thêm vào trong cái ba lô để đựng đồ. Rồi, cái này thì thường là nam mình xài nhiều. Size cao lên là được 19 nè, bề ngang nó là được 14 cm. Đồ mới cũng còn cao lắm và nhìn nó cũng đẹp. Mã là X104. Mã X này là mã XXL xả kho đó anh chị, của ngày 28 tháng 6 anh chị ha. Đây, một cái quá trời xinh luôn. Cái này bằng vải nhung và kết hạt cườm nha anh chị nha. Cái màu của nó là xanh xanh, ánh ánh, tím tím nha. Dành cho các chị, các cô mình xách nè. Quá trời dễ thương rồi, nhỏ xíu à. Rồi bên trong thì cũng là lót vải luôn, và cái phần vải nhung này nó giống như nó có trần bông vậy đó, cho nên là nó sẽ xốp xốp, cầm vô nó rất là êm, dễ thương quá chừng luôn, nhỏ xíu à. Rồi bằng vải nhung mà kết cườm nha anh chị nha. Size ngang là được 18 nè, cao lên là được 12. Cái này cô nào mình thích lạ lạ xinh xinh thì mình lấy cái này. Mã của nó sẽ là X103. X103 cho cái túi dễ thương này. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái combo, một cái ví của Dior. Ví này là dạng ví ví nhỏ xinh thôi. Ví này mình đựng, mình xếp tiền hoặc là đựng thẻ đồ này kia, đồ linh tinh ha. Kèm theo cho mình một cái ví nhỏ bên trong. Ví nhỏ này thì không có đựng dừa thẻ đâu anh chị. Ví này mình đựng trang sức thôi dùm em, hoặc là mấy đồ cũng nhỏ nhỏ linh tinh của mình ha. Bằng vải luôn, cũng hàng hiệu này kia luôn đó, và rất là mới. Còn cái này là Dior. Dior này made in China. Mấy cái này thì dường như là hàng kèm theo những cái túi sách hay là những cái nước hoa đồ này kia đó anh chị. Rồi chị nào thích thì mình chốt giùm em cái này nha. Cái này mã của nó sẽ là X95. Cái ví nhỏ này nó nhỏ hơn bình thường anh chị ha, nó không có lớn đâu. Cái này đựng mỹ phẩm thì rất là ít nha, đựng trang sức hoặc là đựng tiền, đựng thẻ này kia giùm em thôi. Mất tiêu cái nét nữa rồi. Size là được 15 nè, nhân với lại 9. Rồi em có một cái combo ví nữa, rồi sau đó em sẽ qua túi nè. Combo ví này thì gồm có một cái này là của Lancôme. Đây, một cái ví vải Lancôme ha, toàn bộ bằng vải và nhựa. Này mình đựng mỹ phẩm thì cũng được đó, tại vì nó cũng không quá nhỏ đâu. Một cái nè. Size ngang nó được là 22 nhân với lại 14, cái này Lancôme. Kèm theo là một cái ví vải nhỏ H3. Cái này vải nha, nhỏ xíu à. Đấy, gọn gàng như vậy. Rồi một cái ví này nó bằng da tổng hợp màu đen. Foam là foam hến, nhỏ xíu luôn, nhỏ bằng cái Dior lúc nãy, nhưng mà đều nó da tổng hợp. Rồi combo ba cái này thì mã của nó là X102. Đó, em có một số cái sản phẩm ví xả kho ở đầu video. Rồi tiếp tục là em sẽ tới túi sách anh chị nha. Sau video này thì em sẽ cố gắng có thêm một cái video hàng mới về nữa. Anh chị săn hàng đẹp thì mình có thể đợi thêm video sau. Còn mình săn sale thì mình chốt những hàng trong video này. Hàng sale nhưng mà cái nào lỗi xài không được gì kia là em bỏ ra hết, anh chị yên tâm ha. Rồi em có một cái này bằng vải của Nhật, vải lụa người ta xếp của Nhật. Cái này thì ngày trước thì nó sẽ có những cái họa tiết đồ này kia, cái cham đồ này kia ta gắn vô, dán keo vô anh chị. Thì khi mà nó xuất cái keo ra thì nó có bị dính keo ha. Cái này mình mua cái lằn khác, cái lằn hộp khác mình gắn vô là nó đẹp lên. Còn phía sau bằng vải lụa như vậy thì nó cũng rất là đẹp. Mình cầm tay như vậy hoặc là lấy cái dây ra để đeo chéo. Kích thước của túi này thì được là 25, cao lên là được 12. Rồi ở bên trong thì có dây ha, dây thì còn sáng trưng ha. Bên trong là lót vải lụa luôn. Rồi mã của nó sẽ là X100 cho cái túi này.
em có một cái túi rất là boho nè, chị nào phong cách này thì chốt cái này bằng da đó anh chị, do nó không có mới nha, và nó tua rua như vậy, dáng xách tay đó đẹp anh chị ha, rất là đẹp, thích nhất là mấy cái tua rua này, nhưng mà trên cái nền mặt da của nó sẽ có những cái vết nó như vậy, kiểu là nó thời gian lâu á, chứ cái da thì nó rất là xịn nha, da dày cui luôn á, rồi đóng đinh hạt đồ tùm lum hết. Dáng thì mình xách tay thôi, không có khóa kéo miệng, và nó chỉ đắp cái này qua như vậy rồi xong rồi mình xài thôi. Ở trong là hàng có hiệu, rồi lót là lót vải. Túi thì để em đẩy cái này chút xíu chút xíu cho nó dễ nhìn hết. Rồi kích thước, để em đo kích thước của cái túi này. Bề ngang là được 24 nè, bề ngang đáy là được 27, cao lên là được 23 anh chị nha. Mã là X101 cho cái túi này. Tiếp tục là em có một cái clutch này da tổng hợp. Cái này đựng đồ cũng rất là xinh, đơn giản gọn gàng, bằng da tổng hợp anh chị nhớ, này dính bụi thôi. Đó, nó đơn giản như vậy nè. Mình cầm như vậy hoặc là mình có cái dây, có cái dây ở đây để mình kéo nó ra như vậy ha, rồi mình đeo cổ tay hoặc là xách. Cái này mình đi chơi bạn bè, mình đi uống cà phê đồ được luôn anh chị, nó không có bị quá cũ kỹ đâu nha. Độ mới khoảng trên 85%, nhưng mà nó là da tổng hợp thôi, và em đang có chương trình xả kho cho nên nó mới có mức giá siêu rẻ như vậy anh chị ha. Sang ngang là 26 nè, nhân với lại 14. Rồi bên trong thì nó có hai ba ngăn như vậy luôn. Đó, bên trong có thêm cái ngăn nhỏ nữa nè, khóa là khóa IKK luôn. Hàng cũng không phải là hàng dởm đâu nha anh chị nha, đây là nó rẻ thôi. Mã của nó sẽ là X99 cho cái túi màu đen này. Túi này thì nam nữ xài được. Tiếp tục là em sẽ có một cái túi da bò của Nina Ricci. Cái này thì nó không có mới, được cái nó hàng hiệu thôi. Nina Ricci đeo chéo, và cái phần da này nó có bị sờn như vậy. Đấy, trên cái da nó có sờn chỗ này, và cái quai nó cũng sờn anh chị ha. Tổng thể cái độ mới của cái túi này nó khoảng 75-76% thôi, không có mới hơn. Nhưng mà được cái là nó hàng hiệu của Nina Ricci, và nó được made in Italy luôn. Bên trong lót da thật luôn, dạng đeo chéo. Phía phần dưới da này thì nó cũng là có bị sờn như vậy anh chị nha. Này mình mua xài chơi hoặc là mình mua lấy phụ kiện giùm em ha. Size ngang là được 27-28 nè, cao lên là được 18. Mã của nó là X98 cho cái túi Nina Ricci đeo chéo. Tuy là nó hơi cũ nhưng mà nó không có bị rách lỗi nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là cái túi canvas này nè anh chị, thấy đẹp quá chừng, nhiều chị hỏi quá chừng mà em chưa chốt được cho ai luôn á. Này là hàng hiệu của Paris, khoen khóa nó còn rất là đẹp. Cái khoen này đẹp dữ lắm luôn. Nhưng mà nó sẽ là trên nền canvas thôi chứ nó không phải là da. Mất dây đeo, và cái phần canvas thì cái màu nguyên thủy của nó cũng sẽ là cái màu nó vintage nâu nâu như vậy đó, chứ không phải nó cũ nó xuống màu. Nhưng mà cái độ cũ của nó thể hiện ở chỗ cái quai. Đó, cái quai thì nó có sờn như vậy nè. Rồi cái viền này nè, cái viền này nè, nó có bị sờn cái viền. Đó, mấy cái lần chỗ cái tay em đi qua tới nè. Đó, cho nên là mình nhìn thấy độ cũ nhiều ở đó thôi, chứ còn cái phần mặt canvas này thì bản thân khi cái túi mới thì nó chỉ là bóng bẩy hơn một chút thôi, chứ nó cũng sẽ làm cái kiểu vintage như vậy đó. Size ngang là được 25, cao lên là được 24, độ dày đáy của nó là 6 cm. Cái này hàng hiệu của Paris luôn đó anh chị. Mình mua mấy này mình decor hay chụp ảnh rồi này kia cũng đẹp lắm. Mã là X97 anh chị nha. Phong cách rất là vintage, X97. Tiếp tục, em có một cái túi da tổng hợp. Túi này thì mình có thể tăng đưa cái dây, mình có thể vừa đeo chéo hoặc là vừa đeo vai được luôn, bằng da tổng hợp thời trang anh chị ha. Nhưng mà nó rất là mới, còn mới siêu cao luôn. Rồi bên trong thì là lót vải luôn như vậy. Túi này rất đẹp nha, mới ken. Dây mình có thể tăng đưa được bằng da tổng hợp. Size ngang là được 33, cao lên là được 23. Mã của nó là X110 cho cái túi này. Túi này đi làm công sở là vô tư ha, rất mới nha anh chị nha, không có bị cũ. Tiếp tục thì em sẽ có một cái clutch này, cũng là da tổng hợp nữa. Nhưng mà độ mới nó cao, clutch này da tổng hợp nè. Nữ xài cái mẫu này đẹp. Cái này không phải lông cham đâu, cái hiệu mình nhìn thấy giống giống thôi, nhưng nó không phải lông cham. Da tổng hợp và nó cũng mềm như bún luôn, và rất là nhiều ngăn. Độ mới cao ha, không lỗi lầm, không có rách lỗi chỗ nào hết, màu nâu, họa tiết. Phơm thì mình xách tay như vậy thôi nha anh chị, đựng giấy tờ thì cũng rất là vừa luôn á. Size là được 27 nè, nhân với lại 16. Mã là X94.
X94 cho cái túi này. Rồi tiếp tục, em có một cái túi vải. Đây, túi vải màu nâu. Một cái túi này em nhớ là hôm trước có khách chốt rồi á. Rồi, em chốt lại đi anh chị ha, hàng hiệu của Nino Retum gì nè. Mà dáng mình xách tay như vậy, cái này thì bằng vải nhung chứ không phải bằng da, không phải bằng da lộn nha, nó là vải nhung màu nâu. Cái này là do em chưa có độn phơm đó, khi các chị với các cô mình đựng đồ lên thì nó thẳng cái phơm lên ha. Rồi mình về mình giặt sơ giùm em là nó đẹp luôn. Và độ mới khoảng trên 87%, size ngang miệng là 23, ngang đáy là 25, cao lên là được 24. Rồi bên trong thì là lót vải như vậy, cũng rất là đẹp anh chị ha, hàng có hiệu, dán xách tay nha. Dán này thì không có dây đeo, chỉ xách tay như vậy thôi. Rồi mã của nó sẽ là X93. X93 cho cái túi này. Tiếp tục thì em sẽ có một cái túi dạng như clutch. Túi này thì hàng hiệu của New York luôn, bằng da thật. Trời, cái form nó như vậy, nó không có mới ken nhưng mà được cái nó bằng da anh chị nha. Và cái form nó cũng dễ thương lắm. Đây, góc cạnh nó có hơi sờn nhẹ nè, góc cạnh nó có hơi sờn góc nè. Độ mới tổng thể khoảng 85%, nhưng mà nó bằng da và nó mềm như bún như vậy luôn. Rất là dễ thương ha, tua rua rồi này nọ. Rồi mở ra thì ở đây nó có cái ngăn như vậy đó. Ở bên trong thì là có lót da và có cái tác hiệu đó. Cái này mình đựng đồ cá nhân hoặc là các chị mình đựng điện thoại ví tiền nặng nặng đó, rồi mình xách như vậy cũng được. Bỏ cấp xe đồ vô tư. Size ngang là được 24 nè, cao lên đó là được 20. Mã của nó sẽ là X92. X92 cho cái túi này. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái túi này là da tổng hợp. Rất là dễ thương, xì tai luôn. Da tổng hợp rồi người ta kết hoa lại nha. Mấy cái hoa này người ta cắt từ cái miếng da, rồi bên trong nó là một cái túi lưới ha, rồi người ta gài lên. Đẹp lắm anh chị ơi. Đây, dễ thương lắm và độ mới nó rất là cao nha. Cầm cái túi khỏi đụng hàng luôn. Size ngang miệng là 25, ngang đáy là được 36 và cao lên nó là được 32. Dán xách tay thôi. Bên trong là vải lụa đó, cái này siêu sale luôn. Mình chốt giùm em cái mã của nó sẽ là X91. Cái này đẹp dễ thương, X91 anh chị nha. Đây, nhưng mà nó là những cái bông hoa tổng hợp. Rồi tiếp tục, em có một cái chiếc túi này là da tổng hợp hiệu Luria màu xanh dương. Có chị nào mà mình thích cái màu xanh này thì mình lấy cái này ha. Trong video hồi nãy thì em có mấy cái túi bằng vải mà nó phơm nhỏ như vậy nè. Riêng cái này thì nó bằng da tổng hợp. Đó, cái này thì do nó xẹp xẹp phơm thôi ha. Khi mình để từ mình treo từ từ thì nó thẳng thớm lên, nó đẹp lên. Rồi chỗ này nó có một đính hạt nữa nè. Da tổng hợp, độ mới rất là cao nha. Góc cạnh chưa có sờn luôn. Này dính, cái này nó bị hư rồi anh chị ơi. Rồi, cái này đấy em sẽ tặng ha. Rồi, em có một cái clutch này bằng da tổng hợp, đúng rồi, bằng da tổng hợp rất là mới, màu đen. Cái này hàng có hiệu luôn. Hiệu này là hiệu Men Beat gì đó. Hàng Made in China. Hàng hiệu của Nhật ha, và được Made in China. Cái này mình kéo hết xuống như vậy. Đó. Rồi, bên trong nó như vậy nè anh chị, nó rộng thiệt là rộng luôn, và nó lót vải. Và cái này đó giống như là nó có cái đệm chống sóc bên trong vậy đó, nó mỏng thôi nha. Cái đệm chống sóc nó mỏng thôi và nó toàn bộ cái túi luôn. Và không có cái dây đeo ha, nó có chỗ móc dây nè nhưng mà nó không có kèm cái dây cho mình. Còn lại thì độ mới rất là cao, chỉ mất cái dây rồi. Size ngang là được 20, size cao lên là được 20, ngang là được 28 nha anh chị nha. Mã của nó sẽ là X90. X90 cho cái túi này. Tiếp tục là em có một cái chiếc túi phơm du lịch nè. Cái này là của Angaro luôn đó anh chị. Nên nó không có mới ha. Mẫu này thì các anh các chị mình xách được khoảng 5-8 bộ đồ. Rồi mình gài cái này xuống như vậy thì nó sẽ thành cái túi trống. Còn không gài thì nó sẽ là cái túi như vậy. Chất liệu của nó sẽ là bằng cái chỗ này là vải nha, phối với chỗ này là da. Và thì cũng là phối vải. Size ngang miệng của nó sẽ được là 53, ngang đáy là được 38 nè. Cao lên là được khoảng 35. Có khóa kéo miệng ha, bên trong thì là cái lót da tổng hợp. Độ mới nó khoảng cỡ 80% thôi, chứ nó không có mới ken anh chị nha. Và phần vải này mình về mình giặt sơ lại giùm em ha. Mã là X10 cho cái túi này, X10 nha anh chị. Em có một cái cặp da lộn nè anh chị.
Cặp này thì nó không có mới, cái anh nào mà mình có thích thì mình có thể chốt về để mình xử lý thêm, hoặc là mình có thể lấy phụ kiện, hoặc là mình đựng mấy cái đồ mà mình quăng quật ha. Cái này thì hàng hiệu xịn lắm, hàng hiệu của Italy. Đây bên trong là lót da lộn luôn như vậy nè, nó là một cái cặp nha. Nhưng bên ngoài nè, anh chị thấy nhìn bên ngoài, thứ nhất cái bên ngoài nó cũ đó, cái màu ô liu á, nhưng mà nó cũ luôn. Cái này giống như là ta làm nubuck cho anh chị, cho nên là nó mịn mịn như nhung ha, và nó cũ như vậy nè, giống da lộn vậy đó. Rồi mình có thể về mình lấy phụ kiện khoan khóa, hay là cái phần da đó mình có thể xử lý lại được thì mình lấy cái này ha. Rồi bên trong thì là lót da thật luôn, lót bằng da heo thật, nhưng mà người ta xài nhiều cho nên là nó có bị dơ, rất dơ luôn á. Đó, nó bị cọ xát, nó không có dính ra đồ mình đâu, nhưng mà càng cọ xát thì nó càng, mấy cái vết đen thì nó càng nhiều lên. Rồi hàng có cái tag hiệu Italy ở đây đó, có kèm cả dây nữa, mình có thể mua về mình lấy mấy cái phụ kiện này, nó cũng rất là xịn nè, mấy phụ kiện kim loại rồi này kia xịn sò vô cùng luôn. Rồi anh nào có sử dụng hoặc là mình có xử lý được thì mình hãy lấy cái này nha, tại vì nó không có mới nha anh chị ơi, nó cũ lắm. Size ngang là được 39 nè, cao lên là được 29, mã là S19 luôn. Rồi cái này thì vừa A4 là vừa laptop thì chắc cũng được đó, nhưng mà nó không mới thôi. Dán xách tay như vậy, dạng cặp nam. Tiếp tục em có một cái túi A4 đứng của da tổng hợp, đây nó màu nâu, cái này nam nữ đều xài được hết, nhưng mà điều nó là da tổng hợp nha anh chị. Size ngang là được 28, cao lên là 35. A4 thì để đứng vô tư ha, bên trong thì như vậy để mà mình đựng tài liệu giấy tờ đồ này kia cũng được, có cái ngăn khóa kéo chỗ này. Rồi có cái đệm nè, mình có thể nếu mà mình đựng đồ nhiều thì mình đẩy cái đệm luôn xuống như vậy thì nó sẽ thẳng thớm cái đáy của cái túi ha. Đó, bằng da tổng hợp, độ mới cũng cao nhưng mà nó là da tổng hợp thôi. Mã là X11 cho cái túi này, X11 anh chị nha. Tiếp tục rồi em sẽ bán combo hai cái túi này đi. Hồi nãy có cái túi màu xanh nó bị hơi hơi, cái đáy nó bị hơi vấn đề chút nè. Cái túi này thì nó rất là đẹp, như vậy mình xách như vậy bình thường không thấy gì đâu, nhưng mà cái đáy nó có bị cấn trầy ha. Cái này mình về mình đựng đồ linh tinh thời gian thôi giùm em cũng được. Đây nó bị cấn trầy chỗ này ăn lỗ. Rồi cái form nó như vậy, đơn giản gọn nhẹ, và kèm theo đó là một cái túi vải và phối với da tổng hợp. Cái túi vải này thì độ mới nó cũng khoảng 85%, nó có cái khóa kéo miệng nè. Rồi bên trong là lót vải luôn, nhưng mà điều cái chỗ cái quai này nó có hơi tuột tuột cái phần kim loại chỗ này một chút, người ta ăn vậy, còn nó là tuột tuột xuống vậy ha, một bên đó thôi. Rồi em sẽ bán combo hai cái túi này luôn, mình chốt cùng em mã là X16 nha anh chị nha, X16 cho combo hai cái. X16. Tiếp theo thì em sẽ có hai cái túi này. Hai cái túi này, một cái là của Kitamura bằng vải nè anh chị. Bằng vải rồi người ta phủ một cái lớp nhựa lên, bằng vải màu nó màu xanh ha, hàng hiệu của Kitamura, hàng hiệu của Nhật đó. Cái này mình mua để mình đựng đồ linh tinh, hay là đi công việc, đi học, đi làm gì đó mình đựng đồ mình xách theo. Size ngang là được 38, cao lên là được 34. Rồi kèm cho mình một cái túi vải bằng hoa này, túi vải của Filer luôn, túi này hiệu của Đức anh chị. Trời túi này xịn dữ vậy, thấy bằng vải thôi chứ người ta hàng hiệu Đức nha. Đây Filer nè, combo này quá xịn rồi, một cái của Kitamura, một cái Filer, nhưng mà cái này dạng giống như là vải vải nhựa nhựa vậy đó anh chị ha, chứ nó không có phải là bằng vải nhung bình thường mà Filer mình hay thấy. Rồi size ngang miệng của túi Filer này được là 28 nè, cao lên là được 30. Hai cái đều rất là mới nha. Rồi mình chốt cái combo này giùm em, cái mã nó là X1. Combo này quá đẹp rồi, đẹp và xịn nhắm nha, combo X1. Rồi tiếp tục em có một cái chiếc túi da tổng hợp. Đây túi da tổng hợp đeo chéo màu đen, cái này cũng đơn giản gọn gàng lắm, thiết kế nó đơn giản lắm, bên trong là lót vải sạch đẹp như vậy màu nâu. Rồi dây đeo chéo nè, theo túi nè, cái miệng là ngang là được 32 nè, cao lên là được 20 ha, góc hơi sờn nhẹ nhưng mà túi này mình đeo được rất là nhiều đồ, gọn gàng luôn. Mã là X5, X5 cho cái túi này. Rồi tiếp tục
thêm một cái túi da tổng hợp màu nâu nữa nè anh chị, túi này thì dạng đeo vai, độ mới cũng rất là cao, đeo vai ha, da tổng hợp, size ngang miệng là được 25, cao lên là được 23. Rồi có khóa kéo đồ này kia trong đây. Có ngăn này là ngăn đeo vai nha anh chị nha, chứ không phải là đeo chéo ha. Bên trong lót vải sạch đẹp luôn. Mấy cái túi này nhìn thấy đơn giản như chứ mình ứng dụng cao lắm anh chị. Rồi mã của nó là X3. X3 cho cái túi này. Một cái chiếc túi của Boxer, hàng của Tokyo. Mẫu này thì bằng vải và người ta phun sơn lên. Rồi màu nâu ha, và một số chỗ phun sơn thì nó có bị tróc tróc cái sơn ra. Cái chất liệu của cái thương hiệu này họ hay làm như vậy nha anh chị nha. Đó. Như vậy, Boxer hàng của Tokyo Japan nè. Mẫu này thì nam nữ đều sử dụng được, dáng đeo chéo. Size ngang là được 24, cao lên là được 29. Rồi bên trong thì có tag là Tokyo, Made in Japan đồ này nọ kia. Đó, cái này thì nó độ mới nó khoảng cỡ 82-83% thôi. Nhưng mà không có rách ha, không có rách lỗi gì hết, hàng xịn luôn. Mã là X23. X23 cho cái túi này. Tiếp tục. Tiếp tục em có cái túi này. Em bán combo luôn đi cho nó nhanh nè. Đây hai cái túi này nó đều có không có đẹp lắm mà. Mình sẽ bán combo. Một cái là lông thật nè nha anh chị, cái này là lông thật á. Nhưng mà nó có mấy chỗ lông nó bị cũ cũ, giống như người ta xài nó bị cũ bị cọ đó, thì cái lông nó rụng đi ha, thì còn cái lớp da bên trong thì mình nhìn xa xa mình vẫn thấy cái vết nha. Đó, mình nhìn xa xa thấy cái vết như vậy. Nhưng mà điều cái túi thì mình cầm lên nó cực kỳ nặng tay luôn. Hàng có hiệu của Rancisco Plasia gì đó. Cái này là lông thật nha anh chị nha. Rồi bên trong thì có khóa kéo miệng luôn. Đó, bên trong là lót vải nhung luôn, hàng của Paris luôn. Nhưng mà điều nó bị xấu ở cái chỗ cái lông này nó bị xấu như vậy. Rồi chị nào mà mình có thể sử dụng hàng ngày đồ này kia giùm em thì mình lấy cái này ha. Chứ mình yêu cầu siêu phẩm thì cái lông này nó không siêu phẩm được, tại vì nó hơi bị rụng rồi. Size ngang là 30 nè, cao lên là được 17, độ dày của nó là 16 cm. Rồi anh chị chốt cái đó thì em tặng kèm cho mình cái túi này là của Pinky Diani. Pinky Diani này mình xài một vài lần giùm em ha. Cái này á là hồi lần trước em có bán một cái nó màu nâu đó. Thì sau khi khách hàng nhận thì nó có một cái vấn đề là nó có bị dợp dợp giống như vậy, và em đã thu hồi lại rồi. Thì sau đó thì em có về được một cái túi tương tự và nó màu đen như vậy, thì khi để lâu nó cũng bị dợp như vậy luôn. Cái này là do lỗi của chất liệu của sản người ta sản xuất như vậy thôi anh chị ha, chứ khi mà mới ken thì em không có phát hiện được. Rồi để lâu thì nó sẽ bị cấn cấn dợp dợp mấy này. Rồi cái này thì em sẽ tặng kèm cho cái túi lông này luôn. Đó, coi như mình xài một thời gian, chừng nào nó hư mình bỏ nha anh chị nha. Chứ cái Pinky Diani này thì nó cũng giá cao lắm. Size ngang là 33, cao lên là 23 anh chị nha. Rồi cái này mình chốt giùm em cái mã của nó sẽ là X4. X4 cho cái túi này. Đây, X4 này. Rồi combo này đẹp quá anh chị ha. Em còn vài mã sản phẩm nữa thôi, cút cuối à. Sau đó là em sẽ tới tục hàng mới nha. Rồi tiếp tục. Em có một cái túi này xinh nè. Túi này rất là mới luôn, vải là giống như là vải dạ. Đó, hàng còn hiệu luôn. Màu nâu rất là đẹp, túi này dễ thương mà nó mới lắm nha anh chị nha. Cái vải nó là vải dạ đó, vải nỉ á. Đó, size ngang là được 33 nè, cao lên là được 22. Rồi người ta chưa có tháo miếng dây chỗ này luôn nè. Rồi bên trong có khóa kéo. Rồi có lót vải sạch đẹp luôn. Túi này đẹp lắm nha, mình tặng còn được đó, tại nó mới lắm. Bằng vải nỉ. Mã là X6 cho cái túi này. X6 nha anh chị. Rồi X6 này. Em coi còn gì đẹp nữa không. Đây một cái này là nhựa. Nhựa vân cá sấu. Cái này độ mới cũng rất là cao. Như vậy nha. Mình đựng giá 4 cũng vô tư luôn. Đi làm cũng đẹp lắm. Độ mới là phải cỡ 87-88%. Size ngang là 36 nè, cao lên là 30. Có khóa kéo miệng luôn. Bên trong là lót da tổng hợp. Rồi cái túi nó chắc chắn lắm anh chị nha. Mã nó là X21 cho cái túi này. Xong.
Rồi em sẽ kết thúc video khuyến mãi ở đây anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái món hàng trong video này. Và lưu ý là hàng khuyến mãi thì em sẽ không có miễn phí vận chuyển cũng như là không có giữ hàng. Em sẽ chốt đơn và sau đó đi đơn luôn để cho nó rộng chỗ và em sẽ khui tiếp hàng mới liên tục anh chị nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ủng hộ và hy vọng là cả nhà mình tiếp tục ủng hộ shop em vào những video khác anh chị ha. Và mình có thể nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn like share cái video của shop để ủng hộ và tương tác với shop anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.